trình độ văn hóa đi học của bị cáo học tới lớp mấy rồi? Dạ, 12 ạ. 12. Dạ. Thì trước khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo làm nghề gì? Dạ, tôi làm chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát ạ. Bị cáo quốc tịch? Dạ, quốc tịch Việt Nam ạ. Dân tộc gì? Dân tộc Hoa ạ. Trang tên gì? Vừa rồi là những lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát vào sáng 5 tháng 3 năm 2024. Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng cho hay tinh thần ổn định, có một số bị cáo bị xét xử vắng mặt. Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan bị xét xử về 3 tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Người bị hại trong vụ án là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, tức SCB, bị thiệt hại khoảng 498.000 tỷ đồng từ hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Và bị cáo Trương Mỹ Lan là bị hại do bị cáo Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng. Vụ án này có 86 bị cáo được xác định gây thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay với số tiền lên đến 498.000 tỷ đồng. Để gây thiệt hại, bị cáo Trương Mỹ Lan chi một số tiền khá lớn cho quan chức để che giấu sai phạm tại SCB. Trong đó, bà Đỗ Thị Nhàn là cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, Cục 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước, được xác định đã nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ. 16 quan chức khác tại Ngân hàng Nhà nước cũng được xác định nhận của bà Lan từ 100 triệu đồng đến gần 10 tỷ đồng. Vụ án liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm có gần 2.500 tập tài liệu, đóng trong 104 thùng hồ sơ nặng khoảng 6 tấn với khoảng 1 triệu bút lục. Phiên tòa xét xử dự kiến kéo dài gần 2 tháng, kết thúc ngày 29 tháng 4. Theo hồ sơ vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc dù không nắm chức vụ gì tại SCB, nhưng với việc nắm giữ 91,5% cổ phần đã chi phối, lũng đoạn chỉ đạo toàn bộ hoạt động ngân hàng SCB. Từ năm 2012 đến 2022, bà Trương Mỹ Lan sử dụng hệ sinh thái của mình với hơn 1.000 công ty trong và ngoài nước, lấy tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm trung tâm, sau đó chia thành 4 nhóm chính, quan hệ chặt chẽ với nhau. Nhóm tài chính gồm SCB, công ty chứng khoán Tân Việt, công ty cổ phần tài chính Việt Vĩnh Phú, nhóm công ty có hoạt động kinh doanh về khách sạn, nhà hàng, bất động sản, nhóm công ty ma tại Việt Nam, nhóm mạng lưới công ty nước ngoài tại nhiều vùng lãnh thổ quốc gia thiên đường thuế. Sau đó, bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo các đồng phạm trong vụ án lập khống hồ sơ vay. SCB giải ngân 2.257 khoản với hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng. Đến năm 2022, nhóm bị cáo còn 1.284 hồ sơ vay, tương đương dư nợ 677.286 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 483.971 tỷ đồng. Lãi phí là 193.315 tỷ đồng, nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi. Sau khi bị trừ giá trị tài sản đảm bảo, cáo trạng xác định bị cáo Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB khoảng 498.000 tỷ đồng. Báo Thanh Niên sẽ liên tục cập nhật diễn biến phiên tòa trong các bản tin sau.